nhận ca mắc Covid-19 tối mùng 5 tháng 5. Nguy cơ làn sóng Covid-19 mới do các biến thể của Omicron. Phát triển phương pháp xét nghiệm, phát hiện nhanh các biến thể của virus SARS-CoV-2. Thêm 8 quốc gia phát hiện sự bùng phát viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Trung Quốc ghi nhận trên 300 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngà Vũ rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tối trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và đời sống. Cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế với những tin tức được cập nhật liên tục liên quan đến sự biến dịch bệnh COVID-19. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thông tin về số ca mắc mới hôm nay, ngày mùng 5 tháng 5. Tình hình dịch COVID-19. 1. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 16 giờ ngày mùng 4 tháng 5 đến 16 giờ ngày mùng 5 tháng 5, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.305 ca nhiễm mới, trong đó có 0 ca nhập cảnh và 4.305 ca ghi nhận trong nước tăng 1.217 ca so với ngày trước đó tại 56 tỉnh, thành phố, có 3.616 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau. Hà Nội 684, Phú Thọ 439, Vĩnh Phúc 273, Bắc Ninh 230, Bắc Cạn 161, Tuyên Quang 137, Quảng Ninh 137, Bắc Giang 130, Nghệ An 117, Nam Định 109,

Thừa Thiên Huế 13, Bình Dương 13, Vĩnh Long 13, Quảng Nam 11, Long An 10, Khánh Hòa 9, Bình Thuận 7, Bình Định 6, Kiên Giang 5, An Giang 4, Phú Yên 2, Bạc Liêu 2, Đồng Nai 1, Trà Vinh 1, Cần Thơ 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Hà Nội giảm 21 Quảng Ngãi giảm 17, Bình Dương giảm 16. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Bắc Ninh tăng 230, Phú Thọ tăng 171, Bắc Giang tăng 105. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 4.017 ca một ngày. 2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.666.751 ca nhiễm, Đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 107.804 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.659.001 ca. Trong đó có 9.311.603 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Hà Nội 1.589.790 Thành phố Hồ Chí Minh 608.613 Nghệ An 482.205 Bắc Giang 385.459 Bình Dương 383.478 Tình hình điều trị COVID-19 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 5.084 ca tổng số ca được điều trị khỏi 9 triệu 314.420 ca. 2. Số bệnh nhân đang thở oxy là 480 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 380 ca, thở oxy sòng cao HFNC 50 ca, thở máy không xâm lấn 11 ca, thở máy xâm lấn 37 ca, ECMO 2 ca. 3. Số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 ngày mùng 3 tháng 5 đến 17 giờ 30 ngày mùng 4 tháng 5 ghi nhận 2 ca tử vong tại Hà Nam 1, Bạc Liêu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.049 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49 xếp thứ ba ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân, xếp thứ 25 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ tư ASEAN. Trước tình hình số ca mắc mới, ca bệnh nặng và tử vong giảm, dịch COVID-19 đã được kiểm soát, tỷ lệ phủ vaccine toàn quốc trên 96%. Mới đây Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố về việc tạm dừng áp dụng khai báo y tế nội địa, di chuyển đến các nơi công cộng, nhà hàng theo Bộ Y tế, hiện nay dịch COVID-19 tại nước ta đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với số ca nhiễm, tử vong giảm rõ rệt, chỉ còn dưới 10 ca tử vong một ngày. Tỷ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao trên phạm vi toàn quốc, trên 96% ở nhóm trên 12 tuổi và đang triển khai tiêm vaccine cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi. Vaccine dự phòng COVID-19 vẫn có hiệu quả với các biến thể virus SARS-CoV-2 hiện đang lưu hành. Căn cứ tình hình, khả năng đáp ứng dịch COVID-19 của nước ta và thực hiện nghị quyết số 38 NQCP ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ ban hành chương trình phòng chống dịch COVID-19 với quan điểm bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phòng chống dịch các phương thức quản lý rủi ro, bảo đảm hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa các biện pháp phòng chống dịch với các biện pháp khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa Di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng, kể từ 0 giờ 0 phút ngày 30 tháng 4 năm 2022, tiếp tục duy trì các hoạt động giám sát, phát hiện sớm và điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả theo đúng hướng dẫn chỉ đạo của chính phủ, ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các bộ ngành để bảo vệ sức khỏe nhân dân, duy trì thành quả chống dịch hiện nay với mục tiêu đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết trước hết. Các địa phương chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời. Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Cùng với việc tạm dừng khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 27 tháng 4 năm 2022 thì cuối cùng quyết định dừng khai báo y tế nội địa cũng đã được thông qua. Đây được coi là một tín hiệu đáng mừng cho thấy tình hình dịch bệnh tại nước ta đang dần ổn định. Đời sống người dân quay trở lại với nhịp sống mới hy vọng rằng với chính sách phòng dịch linh hoạt, an toàn, thích nghi với dịch bệnh COVID-19, Việt Nam sẽ thực hiện được mục tiêu kép phát triển kinh tế xã hội bên cạnh công tác đảm bảo sức khỏe nhân dân. Tiếp theo là một thông tin đáng lo ngại về các biến thể mới của Omicron. Các nhà khoa học Mỹ và Nam Phi cho biết các biến thể trốn được miễn dịch này có thể gây ra một làn sóng dịch COVID-19 mới. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ vào hôm 4 tháng 5 cho biết, số ca nhập viện trung bình ở nước này trong tuần qua đã tăng 10% so với một tuần trước đó, theo cơ quan này, biến thể mới của chủng Omicron có tên là BA-2121 được Sở chức Y tế bang New York phát hiện vào hồi tháng trước đã gây ra tình trạng trên. Hãng tin Sputnik dẫn thông cáo từ Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết, số ca nhiễm ở các bang Washington, Mississippi, Georgia, Maine, Hawaii, Nam Dakota, Nevada và Montana đã tăng thêm 50% so với một tuần trước đó. Tình hình dịch bệnh đã phát triển tới mức Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ phải tăng cường khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ở những nơi có không gian kín thuộc các khu vực có nguy cơ nhiễm bệnh cao. Trong khi đó, các nhà nghiên cứu ở Nam Phi buộc phải tập trung theo dõi hai biến thể của Omicron là BA4 và BA5. Khi hai biến thể này chiếm gần 60% số ca nhiễm mới được phát hiện ở nước này vào cuối tháng trước. Bản nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Châu Phi ở Nam Phi cho biết, BA4 và BA5 ngày càng có chỗ đứng hơn khi chúng có thể né tránh các kháng thể ở cả những người đã tiêm và chưa được tiêm chủng vaccine, cho thấy hai biến thể này có thể vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của hệ miễn dịch và gây bệnh. Hai biến thể này có thể dẫn đến một làn sóng lây nhiễm mới. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải tiêm vaccine phòng COVID-19 và các mũi tiêm tăng cường. Với sự biến đổi không ngừng cùng khả năng lẩn trốn miễn dịch, các biến thể mới của Omicron thực sự là mối lo ngại của ngành y tế toàn cầu. Trước những ghi nhận thực tế từ số ca lây nhiễm do các biến thể này tại Mỹ và Nam Phi, các nhà nghiên cứu đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ bùng nổ làn sóng lây nhiễm mới, đồng thời khuyến cáo việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 để hạn chế tối đa những tác động của các chủng mới khôn ngoan này. Mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Rutgers, New Jersey, Mỹ đã phát triển một phương pháp xét nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể dễ dàng và nhanh chóng phát hiện ra các biến thể của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Phương pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhân viên y tế nhiều hơn trong việc phát hiện bệnh cũng như điều trị cho bệnh nhân. Phần lớn các xét nghiệm PCR thường chỉ phát hiện ra virus SARS-CoV-2 mà không phát hiện ra bất kỳ chủng virus cụ thể nào. Nếu các chuyên gia y tế công cộng muốn thu thập dữ liệu về các biến thể của virus SARS-CoV-2 để theo dõi cách chúng biến đổi, họ thường phải tới tận nơi bùng phát dịch bệnh để thu thập mẫu bệnh phẩm và sau đó tiến hành một tiến trình giải trình tự gen rất phức tạp. Trong khi đó, phương pháp xét nghiệm mới của các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Rutgers, New Jersey, có thể được dùng đồng thời với mọi xét nghiệm PCR và cho ra các thông tin cụ thể hơn chi tiết của phương pháp xét nghiệm PCR mới này đã được đăng tải trên tạp chí The Journal of Molecular Diagnostics. Cụ thể, phương pháp xét nghiệm mới này có sử dụng công nghệ đèn hiệu phân tử do giáo sư y khoa thuộc Viện Nghiên cứu Y tế Công cộng của Đại học Y khoa Rogers, New Jersey, Sangay Tiagi sáng chế ra. Nó có liên quan tới kính hiển vi, đầu do hóa sinh và mang lại kết quả chính xác đến nỗi có thể phân biệt các mục tiêu giả trình gen khác nhau chỉ bằng một ba sơ hóa học duy nhất là chất phản ứng với axit. Một khi đầu dò hóa sinh chạm vào mục tiêu, chúng sẽ phát quang, đóng vai trò là đèn hiệu để các nhà khoa học giả soát nguồn gen của các phân tử virus. Một vài phương pháp xét nghiệm PCR phát hiện COVID-19 được phát triển trước đây chỉ nhằm vào các đột biến đơn trong protein gai tạo tiền đề cho các virus tấn công tế bào của người. Các phương pháp này không thể phân biệt được nhiều biến thể đang lây lan trong cộng đồng. Trong khi đó, phương pháp xét nghiệm mới có thể phát hiện 8 đột biến khác nhau trong một protein gai những đột biến được chứng minh là làm tăng khả năng lây truyền của virus và lần trốn được hệ miễn dịch của cơ thể người. Từ những hiệu quả thực tế trong các thí nghiệm đã được thực hiện, các nhà khoa học kỳ vọng phương pháp xét nghiệm mới này sẽ hữu ích trong việc phát hiện các biến thể mới xuất hiện từ sự kết hợp của các đột biến của virus SARS-CoV-2. Qua đó sẽ giúp cho ngành y tế thế giới có các phương án chủ động phòng chống dịch COVID-19, hạn chế sự lây lan mạnh mẽ của các biến thể nguy hiểm. Như chúng tôi vừa thông tin, hai dòng phụ của Omicron đang gây ra làn sóng dịch mới ở Nam Phi. Cụ thể, số ca COVID-19 ở Nam Phi tăng mạnh trong 2 tuần qua, sau hai dòng phụ BA4 và BA5 của biến thể Omicron. Tuy nhiên, tỷ lệ người bệnh nặng và tử vong do COVID-19 ở nước này không thay đổi. Theo thống kê của Đại học John Hopkins, ngày 3 tháng 5, Đài CNN dẫn thông tin từ Viện Quốc gia về các bệnh truyền nhiễm của Nam Phi cho biết, BA4 và BA5 chiếm đến 60% số ca mắc COVID-19 mới tại nước này, tính đến cuối tháng 4 năm 2022. Trước đó, Nam Phi chứng kiến làn sóng mới do hai dòng phụ của Omicron trong 2 tuần, với số ca mới tăng gấp 3 lần. Một nghiên cứu chưa được bình duyệt, mới đây cho rằng hai dòng phụ này có khả năng tránh được miễn dịch tự nhiên sản sinh sau khi nhiễm biến thể Omicron và miễn dịch tạo ra từ việc tiêm vaccine COVID-19. Nghiên cứu được các nhà khoa học Nam Phi cho thấy ở những người từng nhiễm Omicron, lượng kháng thể trung hòa của họ giảm gần 8 lần khi được thử nghiệm với các biến thể phụ BA4 và BA5. Đối với những người đã tiêm vaccine và sau đó bị lây nhiễm đột phá, lượng kháng thể trung hòa của họ giảm khoảng 3 lần trong quá trình thử nghiệm tương tự. Bộ trưởng Y tế Nam Phi Joe Fala nói rằng, dù số ca bệnh nhập viện ở nước này tăng, nhưng tỷ lệ người bệnh nặng hoặc tử vong không thay đổi. Ông cũng cho biết, các cơ quan y tế nước này vẫn chưa ra cảnh báo đối với biến thể mới nào ngoài Omicron. Trong khi đó, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Richard Lessell cho rằng làn sóng mới tại Nam Phi có thể do miễn dịch của người dân từ các đợt lây nhiễm trước suy giảm. Theo đài CNN, dòng BA4 hiện đã có mặt tại 15 quốc gia, trong khi BA5 được phát hiện tại 13 quốc gia. Các dòng này được phát hiện tại một số bang của Mỹ, Canada nhưng không đáng kể. Có thể thấy, mặc dù chưa ghi nhận ca nhiễm nặng từ hai dòng mới là BA4 và BA5 của biến thể Omicron, nhưng tốc độ lây lan của hai biến thể này đang tạo nên làn sóng lây nhiễm kinh khủng tại Nam Phi, khi làm tăng số lượng ca nhiễm lên tới gần 3 lần con số trước đó chỉ trong 2 tuần. Bên cạnh đó, với khả năng chống lại kháng thể tự nhiên của những người đã tiêm vaccine hoặc đã nhiễm COVID-19, Hai biến thể mới BA4 và BA5 được đánh giá là tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng dịch nghiêm trọng đáng lo ngại. Bên cạnh dịch COVID-19, viêm gan ở trẻ nhỏ cũng tiềm ẩn nhiều hậu quả khôn lường. Mới đây tổ chức Y tế thế giới WHO vừa xác nhận thêm 8 quốc gia đã báo cáo các trường hợp mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em trong tuần qua, nâng tổng số quốc gia có ca bệnh này lên con số 20. Trên toàn cầu có 228 trẻ em đã nhiễm một dạng viêm gan bất thường cùng 50 trường hợp nghi ngờ khác đang được điều tra. Các chuyên gia cho rằng con số hiện tại có thể là phần nổi của tảng băng chìm. Với nhiều quốc gia hiện chỉ tăng cường giám sát các biến chứng bất thường. Hầu hết các trường hợp cho đến nay được phát hiện ở châu Âu, nhưng một số khác ở châu Mỹ, Tây Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Hiện các nhà khoa học đang đặt ra giả thuyết, nguyên nhân gây bệnh là adenovirus, một loại virus ảnh hưởng tới hệ hô hấp và hệ tiêu hóa ở trẻ. Bên cạnh đó, có những lo ngại về việc virus COVID-19 có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch của trẻ đối với các virus thông thường. Người phát ngôn của WHO, Tarik Jasarevic cho biết, tính đến ngày 1 tháng 5, ít nhất 228 trường hợp đã được báo cáo cho WHO từ 20 quốc gia, với hơn 50 trường hợp bổ sung đang được điều tra. Trong bản cập nhật đầu tiên về đợt bùng phát viêm gan kể từ ngày 23 tháng 4, WHO cho biết các ca bệnh đã lây lan sang 8 quốc gia khác. Cơ quan này không tiết lộ quốc gia nào đã báo cáo thêm trường hợp này, nhưng các cơ quan y tế khác đã tiết lộ: Áo, Đức, Ba Lan, Nhật Bản và Canada đã phát hiện trường hợp này trong khi Singapore đang điều tra một trường hợp xảy ra ở một em bé 10 tháng tuổi. Còn tại Indonesia, ngày 2 tháng 5 cho biết, ba trẻ em đã tử vong do nghi viêm gan siêu vi không rõ nguyên nhân. Trong 145 trẻ em, chủ yếu từ 5 tuổi trở xuống, bị nhiễm ở Anh, triệu chứng ban đầu là tiêu chảy và buồn nôn, sau đó là vàng da, vàng mắt. Những trẻ em tại Indonesia, trong độ tuổi 2, 8, 11, bị sốt, vàng da, đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy và nước tiểu sẫm màu. WHO đã xác nhận một trường hợp tử vong không tiết lộ địa điểm. Một trường hợp tử vong ở Mỹ đang được điều tra, cùng với ba trường hợp tại Indonesia. Trước tình trạng bệnh viêm gan bí ẩn đã lan xa 20 quốc gia trên thế giới, ghi nhận 4 ca tử vong, đây được coi là tình trạng báo động đặc biệt với sức khỏe trẻ nhỏ. Hiện các nhà nghiên cứu vẫn đang nỗ lực đi tìm câu trả lời về nguyên nhân của căn bệnh bí ẩn này. Tiếp theo, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NHC cho biết, trong ngày 4 tháng 5, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 360 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong đó có 261 ca ở Thượng Hải. Theo thông báo cập nhật ngày mùng 5 tháng 5 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, ngoài Thượng Hải, 12 khu vực cấp tỉnh khác của Trung Quốc đã phát hiện các ca mắc mới trong cộng đồng, trong đó thủ đô Bắc Kinh ghi nhận 42 ca, Hà Nam 14 ca. Cũng trong ngày mùng 4 tháng 5, Thượng Hải ghi nhận thêm 4.390 ca lây nhiễm cho cộng đồng, không có biểu hiện triệu chứng trong tổng số 4.678 ca mắc COVID-19, không biểu hiện triệu chứng tại Trung Quốc đại lục. Trung Quốc cũng ghi nhận thêm 13 ca tử vong do Covid-19, đều ở Thượng Hải, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 5.141 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát cách đây hơn 2 năm. Từ việc ghi nhận hơn 300 ca lây nhiễm mới ngoài cộng đồng tại các thành phố Bắc Kinh, Hà Nam và Thượng Hải, có thể thấy tình hình dịch bệnh của Trung Quốc vẫn đang trong tình thế căng như dây đàn. Điều này lại tiếp tục tạo nên những áp lực cho giới chức nước này về công tác kiểm soát lây nhiễm, cũng như ngăn chặn nguy cơ bùng dịch tại nhiều thành phố. Để hạn chế tối đa những rủi ro đã xảy ra tại thành phố tài chính của Trung Quốc, Thượng Hải. Trước tình hình số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục gia tăng, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã siết chặt công tác chống dịch tại các nơi công cộng sau kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 5. Những biện pháp hạn chế mới bao gồm đóng cửa một số trạm dừng xe buýt và 13 tuyến tàu điện ngầm. Đồng thời Bắc Kinh cũng ban hành quy định cấm hai người sử dụng chung nhà vệ sinh công cộng trong cùng một thời điểm vì đã ghi nhận chuỗi lây nhiễm của một người cho gần 40 người khác vào ngày mùng 3 tháng 5. Các biện pháp hạn chế mới được thực hiện sau khi 505 ca mắc COVID-19 được xác nhận ở Bắc Kinh từ ngày 22 tháng 4 đến 11 giờ ngày 4 tháng 5. Một chuỗi lây nhiễm trong nhà vệ sinh đã thu hút sự chú ý của người dân khi một người lây nhiễm cho gần 40 người khác sau khi sử dụng 3 nhà vệ sinh khác nhau vào ngày 3 tháng 5. Nhà chức trách Bắc Kinh đã tăng cường khử trùng nhà vệ sinh trên tòa thành phố, yêu cầu phải khử trùng các nhà vệ sinh ở những khu vực bị phong tỏa sau mỗi lần có người sử dụng và cấm hai người sử dụng nhà vệ sinh cùng một lúc. Tổng công ty Vận tải Công cộng Bắc Kinh đã điều chỉnh 158 tuyến xe buýt ở quận Triều Dương, nơi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19. Trong khi đó, 63 tuyến xe buýt ngừng hoạt động hoàn toàn. Xe buýt ở các tuyến khác sẽ bỏ qua một số điểm dừng hoặc chỉ chạy dọc một số khu vực nhất định trong tuyến. Công ty tàu điện ngầm Bắc Kinh cũng đóng cửa hơn 40 ga tàu điện ngầm dọc 13 tuyến từ ngày 4 tháng 5, với hầu hết các ga thuộc quận Triều Dương. Hành khách vẫn có thể chuyển tuyến trong các ga trung chuyển đang bị tạm dừng. Trong khi đó, Bệnh viện Thạch Cảnh Sơn và một cơ sở của bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh cũng tạm dừng các khoa cấp cứu và ngoại trú từ ngày mùng 4 tháng 5, nhưng vẫn để phòng khám ngoại trú mở cửa cho bệnh nhân chạy thận. Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu người dân ở quận Triều Dương bắt đầu làm việc ở nhà từ ngày mùng 5 tháng 5 và những người phải làm việc tại văn phòng được khuyến cáo tự đi lại, đồng thời giảm tụ tập tại nơi làm việc. Cơ quan y tế Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành thêm 3 đợt xét nghiệm axit nucleic trong 3 ngày liên tiếp, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 5. Từ ngày mùng 5 tháng 5, những người đến các địa điểm công cộng hoặc sử dụng phương tiện giao thông công cộng sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính 7 ngày trước đó. Những người trở lại làm việc hoặc đến trường học sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính từ trước đó 48 giờ. Nhìn chung, số ca nhiễm mới vẫn được ghi nhận tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Trước tình trạng này, Bắc Kinh đã tiến hành liên tục những biện pháp siết chặt phòng dịch COVID-19, hạn chế tỷ lệ lây nhiễm ở mức thấp nhất, đồng thời vẫn đảm bảo được đời sống người dân cũng như khu vực ngoài phong tòa. Hy vọng với các phương án chống dịch kiên quyết số F0 tại thủ đô sẽ nhanh chóng được kiểm soát. Dịch bệnh tại Trung Quốc sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Thưa quý vị, thế giới vẫn đang phải đối diện với mối lo ngại nguy hiểm từ các sóng biến thể mới khôn lường của COVID-19, cũng như nguy cơ từ bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em. Thực tế từ những ca lây nhiễm cũng như số ca tử vong cho thấy một tình trạng báo động về hai căn bệnh này. Do đó, việc chủ động bảo vệ bản thân bằng cách đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên là biện pháp phòng ngừa đơn giản mà chúng tôi luôn muốn nhấn mạnh mọi người thực hiện. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tối nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại